Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Video ngày hôm nay thì bên em Hiền Miêu xin phép thực hiện trên kênh mới, kênh điện tử Hiền Miêu 2, một kênh truyền thông chính thức, kênh số 2 của bên em Hiền Miêu. Thì ngày hôm nay thì bên em Miêu lại tiếp tục lên một video để tiếp thị, giới thiệu và báo giá tới toàn thể quý khán giả và anh em, những anh em đang nhu cầu tìm mua về những thiết bị audio cao cấp bên trung tâm Hiền Miêu. Thì trong suốt thời gian qua thì chắc hẳn quý vị khán giả cũng biết rồi, thì bên em Hiền Miêu là một kênh chuyên bán hàng online, bán hàng cung cấp tất cả những sản phẩm karaoke chuyên nghiệp, thì đến từ các thương hiệu như JB, DB, rồi thì những phân khúc của loa bãi Anh, Nhật, Mỹ, Pháp rất nhiều luôn. Nhưng mà kênh truyền thông cũ của em Miêu thì đang bị mất, thì ngày hôm nay bên em Miêu sẽ xin phép truyền thông trên kênh điện tử Hiền Miêu 2 này. Thì cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em quý khán giả, và anh em có thể nhấn nút đăng ký kênh bên góc phải màn hình để theo dõi về những sản phẩm có mặt trên kênh của điện tử Hiền Miêu, và đồng thời sẽ biết được về giá cả trên kênh này. Kênh này sẽ là kênh báo giá, còn kênh Hiền Miêu JBL sẽ là kênh test sản phẩm. Thì một nữa xin phép báo giá trên kênh này, và kênh 2, kênh Hiền Miêu JBL, kênh mới thì sẽ là kênh test những sản phẩm. Thì đầu tiên là Miêu sẽ báo giá cho anh em về cặp loa này. Trước mắt quý khán giả thì ngày hôm nay em Miêu đang sở hữu cặp loa JBL TR225. Thì đây là một trong những phân khúc bát kép 40, một chép kèn. Dòng loa này thì sở hữu một cái kích thước thân hình cơ bản, gọn và xinh xắn, trưng bày đặt trên gia đình thì cực kỳ tuyệt vời, với sức mạnh cũng tương đối dữ dội. Thì thiết kế của hình dáng cũng cân đối và đẹp mắt. Thì đôi loa này thì giá của trên thị trường cũng đương rất là cao, nhưng bên em Miêu đưa ra mức giá là 20 triệu đồng. Mức giá này anh em có thể tham khảo vài kênh rồi alo cho em Miêu. Đây là đôi loa. Hình thức của đôi loa thì còn rất là mới, hàng bãi nhưng còn đẹp, bao đẹp cho anh em. Quý bạn có thể nhìn, cân đối. Về phần đây là nội thất, thì anh em nào yêu cầu quan tâm thì em Miêu sẽ bóc tung giới thiệu cho anh em. Tiếp theo, ngày hôm nay giới thiệu tới anh em về cặp loa PV. PV thì đôi loa này còn nguyên cả thùng xốp. Mã số của đôi loa là SSE 15, phân khúc bát 40 đơn, một chép kèn. Đây là một trong những cái phân khúc loa của hãng TV. Thiết kế của đời thùng này, thùng sơn sần, thùng gỗ sơn sật cát, sở hữu bát 40 đơn, một chép kèn. Về công suất của loa cũng như thiết kế của loa thì cũng có rất nhiều anh em giới thiệu về nó rồi. Loa TV SSE 15, loa sở hữu 40 đơn một kèn và bát loa made in USA luôn, loa còn rất là mới. Thì tại thời điểm trước thì lúc giá của đôi loa này có mức giá là 20 triệu đồng, nhưng để tri ân cho những khách hàng trên kênh mới thì bên em Miêu bán ra mức giá 17 triệu đồng cho anh em nào tham khảo mua nhé. Cực kỳ đẹp luôn, hàng còn cả thùng xốp nữa. Tiếp theo là một cặp loa SGX715, thì đây là phiên bản made in Mexico xịn, với thiết kế bát là 40 đơn, một chép kèn, sở hữu bát neo, tép neo cao cấp, loa Mỹ xịn. Thì đôi loa này thì anh em biết rồi, thời điểm cao mức giá lên 48 triệu đồng, nhưng do tình trạng xây dựng trên kênh mới, bên em Miêu cũng bán công khai cặp loa này mức giá 45 triệu đồng, mức giá tương đối tốt và kịch sàn cho anh em rồi. Cho nên về giá cả thì Miêu công khai rõ ràng, còn về tình trạng hàng hóa báo chuẩn chỉ cho anh em, loa bao đẹp cho anh em. Anh em nào nhu cầu mua thì cũng có thể liên hệ với bên em. Tiếp theo, một cặp loa GJX 515 thì sở hữu một bát neo và một chép neo. Đôi loa này thì quý vị bạn và quý anh em cũng đã quá quen thuộc trên kênh của điện tử Hiền Miêu cũ rồi. Miêu đã bán hàng trăm, hàng nghìn đôi ra thị trường rồi. Nhưng ngày hôm nay thì bên em Miêu sở một giữ một đôi còn nguyên cả xốp sách, nguyên cả xốp sách nhé. Tức là hàng chưa dùng tại Việt Nam, cực kỳ mới, đẹp. Mức giá em Miêu bán nhích 30 triệu một đồng một chút. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ. Thì số lượng ngày hôm nay thì bên em Miêu chỉ đăng tải vài cặp loa mẫu đắt tiền cao cấp này để tiếp thị tới anh em thôi. Ngày mai thì em Miêu sẽ lên đơn giới thiệu tới anh em những cái phân khúc giá thấp hơn một chút. Thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh bên em Miêu nhá. Và bên cạnh đó thì em Miêu sở hữu những cái dòng vang mic cao cấp chính hãng của DB, mà mic DB 450 2 la mã,
vang DBS 500 hay là mã S750 rồi thì S800. Đây là những cái phân khúc của các đời vang số và mic cao cấp sử dụng cho phân khúc gia đình cực kỳ tuyệt vời. Và giá thành thì bên em Miu cũng cam kết là sở hữu bán trên kênh mới này, bên em Miu sẽ thực hiện bán với giá chính sách ưu đãi nhất tới vị khách hàng. Vì những cái mặt hàng này thì nó đang liên quan đến những anh em bán cho em Miu, cho nên là em Miu sẽ xin phép là không công khai giá. Nhưng các bác nào alo gọi điện trực tiếp combo những cái sản phẩm liên quan đến những sản phẩm này thì bên em Miu sẽ cam kết đưa ra một mức giá tốt nhất cho quý khán giả và anh em. Đấy, giá cạnh tranh, lành mạnh, nhưng đưa ra mức giá cơ bản chính sách để xây dựng kênh. Và nữa thì bên em Miu cũng xin phép giới thiệu ngắn về một đoạn video thế. Còn bên em Miu không gian cửa hàng là rộng 500m² và sở hữu hàng 500-700 đôi loa cơ. Cho nên là cam kết với anh em là bên em Miu thực hiện bán hàng uy tín, chất lượng và tiếp thị đúng chuẩn cho anh em. Còn nữa thì bên em Miu không biết nói gì hết, để cảm ơn anh em đã dành thời gian và ngọc mình xem video của em Miu, và đặc biệt là cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký kênh của em Miu. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.